vắng quá. Hello mọi người, hôm nay ở đây vắng quá. Nay tiệm vắng, không có. Xung quanh cái tiệm 7-Eleven. Cái này tiệm ăn. Tiệm ăn. Này vắng quá, không biết ngày gì. Trời nắng chang chang. Đây là cái máy để bỏ đĩa, mướn đĩa. Giờ vô đây mua đồ ăn. Trời, mua đồ ăn. Ăn đồ mua. Okay. Hỏi cái bánh kia coi. Hello. Do you have a cheesy bread? Cheesy bread? Yeah. How many? Two. Two? Bánh chip kẹo dẻo, kẹo đường, dây nè, dây điện thoại, dây phone đó, kem ngon. Trời nóng kem ngon lắm. Nhưng mà thôi, không có tiền ăn kem. Không có đồ tiền, tiền mua đồ lặt vặt. Mua đồ lặt vặt. Kiếm cái nước uống. Cái này là nước tăng lực. Này là nước lọc. Đây là nước vitamin. Đây là nước nước ngọt các loại. cà phê của 7-Eleven. Món này cà phê đá của Starbucks, nhiều hiệu. Này sữa sô cô la đồ đó, đủ thứ đó. Này chip nước. Bên này đánh, bên này là nước, còn ở sau này là đồ lạnh. Đây cái bánh đông lạnh sushi. Bánh mì trái cây đều. Amazon lấy hàng, chỗ để người ta order hàng rồi người ta lấy. La la, bên này bánh kẹo à, gấu bông nữa, đủ thứ. Tiệm này gọi là tạp hóa 7-Eleven. Các bình nước ngọt, các cái thẻ eBay, Amazon, thẻ mua đồ trên mạng được, các thẻ nhà hàng được, các bon giảm giá được. Đó, mì gói, mì ly, đồ hộp, tương ớt được. Bên này là đồ ăn, sữa sô cô la, đồ ăn, đồ đủ thứ, mì ly, mì tô, mì xào, mì khô. Cái này không biết gì, cơm hay gì đó, các loại các thứ.
Cái gì cũng có. Điểm tạp hóa mà. Tạp hóa nhỏ của Mỹ. Tiệm này cũng nổi tiếng thế giới lắm. 7-Eleven á. 7-Eleven. 11/7. 11 à 11/7 là sao ta? 7/11 chứ. Ok.